Dạ. Hả? Nay cho anh đi chơi chút nha. Ừ, anh đi đi. À, anh quên mất là anh có hẹn xem phim với vợ mà đúng không? Thôi để anh hủy với bạn. Dạ. Nay cho anh đi chơi với bạn chút nha. À, nhưng mà ở nhà với vợ vẫn vui hơn mà đúng không? Hết hồn. Xém nữa là lên thiên đàng chơi rồi. Thôi lại tốn tiền nữa rồi. Tấm trắng này đang xài thích. Vừa mịn vừa trắng. Sao lại hết vào lúc này chứ? Dạ. Nay cho anh đi chơi với đội bạn chút nha. Anh có chắc là anh muốn đi chưa? Anh chắc chắn. Wow. Ừ, anh đi đi. Yeah. Anh cảm ơn vợ yêu. Vợ của anh là nhất. Tôi sợ đấy. Ok vợ. Ừ, anh đi đi. Anh đi đi.